bạn. Bắt đầu bên đi quay nốt các bên cánh phải. Tính từ cổng vào là bên cánh phải các bác ạ. Đấy, cây này các bác có nhìn thấy quen không? Của bác Phạm Hùng này, Hùng Đoàn này, chú gọi là Hùng Đoàn này. Bày ở chỗ Trung ương Đoàn này. Trung Đoàn. Cây này là một cây rất hay. Một cây long cổ. Một cây long cổ ngày xưa đấy. Đây, có Hùng Đoàn này. Xanh gọi là xanh tứ linh. Nghe thế nhỉ? Bác Hùng Đoàn. Có lần em đã quay rồi đấy. Con này à? Là một con rắn long cổ ngày xưa này. Long cổ ngày xưa nhưng mà lịch sửa thành dáng mới. Đấy, ngày xưa thân long kìa. Cái vết cắt này. Đấy. Đấy, con này thì chú Hùng chú ra chú thuyết minh thì hay lắm. Kỹ chi cành, cắt giật, bẻ xương gà khổ mía này. Này, cắt giật. Nhìn thấy những clip này. Bông tán. Đấy, hai cây của chú Hùng rồi. Tiếp theo cây này cũng của chú Hùng này. Đấy. Cây này cũng của chú Hùng. Lộc Phú Quý. Mọi sinh vật cảnh Bắc Ninh này. Trần Xuân Lộc. Rất là mịn màng rồi. Đây, lại Trung Đoàn này, toàn cây quen này. Cây cây trên đá hoa hầu đây. Trung Đoàn. Cây xanh rất đẹp. Cái xanh này nó búp nó đỏ đỏ thích lắm. Anh làm cây cho đi sao? Cẩn thận. Xì. Cây hoa giấy này thì cũng quen. Hoàng Chí Đạt. Tác phẩm hoa giấy của bác Hoàng Chí Đạt. Rất đẹp. Tí nữa cố gắng đi lượn phía sau một chút. Xem mặt sau của các cây này. Sắp sửa rất nhiều hoa, nhưng mầm hoa đang bắt đầu nụ. Đang bắt đầu nụ rất nhiều. Thậm chí nhiều hơn cả lá đấy các bác nhìn này. Đấy, này chơi Tết thì tuyệt vời. Một cây đa.
khá hay. Con sung này mà sạch sẽ chút thì nhìn cũng không phải là đến nỗi nào đâu. Một cái sung hay đấy các bạn, sạch sẽ một chút nữa thì về chân bệ này, chân bệ này. Nhưng mà các bác ấy không hiểu, các bác ấy cắt nó cứ lem nhem, cảm giác nó lem nhem, mặc dù một cái cây rất là hay. Đấy, một cây sung rất hay đấy các bạn. Việt Quân. Súng rất hay đấy. Mai Chú Thủy. À đây, cây sâm núi. À, có bác quân sốm này. Có quân sốm này. Sâm núi. Sâm núi. Sâm núi đang thay lá, đang thay lá. Tàn mịn tít. Cái cổ. Cái này hôm em nhớ không nhầm là báo mấy trăm triệu đây. Sâm núi đẹp. Không có lối rút ra ngoài để quay mặt sau các bạn. Số cái kia cần xem mặt sau một chút. Mẹ ơi, mẹ ơi, đi nhanh nào. À, một cây xanh nữa của bác Quân. Bác Quân mang khá nhiều cây đi. Và khu này là của bác Quân rồi. Quân sốm mà các bác. Gọi là quân sốm đấy. Là hắn. Cũng của bác Quân đây. Khá đẹp. Đẹp, vừa là hàng đẹp, mini. Cao tầm chắc tầm 40-50. Nói chung cả dãy này của bác Quân rồi, nhìn toàn cây quen này. Và cây si nữa cũng vậy. Đấy. Một cây si khá hay, khá nghệ thuật. Cũng đã đi mang đi một vài nơi, si bũ hồng này. Xanh hay, một cái xanh siêu mini hay. Bác Quân này bác cái kinh doanh đồ miền Nam nhiều, Linh Sam rồi Sam núi rồi gì Ma Chí Thủy, một cái xì tai chuột rất là đẹp, xì tai chuột nắng làng. Cái xì tai chuột đẹp. Có vẻ là hợp phong cách hơn so với dãy bên kia. Bên kia toàn cây tầm trung rồi. Cả một dãy này là của bác Quân luôn. Là hán này cũng của bác đấy.
cái linh sam này hay này, cây này thì hay, cũng mùa bắc quân luôn đấy. Cây này thì hay, cây này tôi thích cây này. Rất cổ lão. Sam trái này, sam núi trái. Còn những cây tôi đã biết hết rồi. Có bắc quân cả mà. Trái nó đang chín. Linh sam này thì cũng vậy. Linh sam quá đẹp. Vẫn còn đang hoa. Xì đẹp. Cái mẫu đơn hồng đẹp. Dáng rất thiên nhiên, rất đẹp. Cái hồng phấn này đẹp đấy. Nói chung là đi hết cái vườn của bác Quân này thì cũng hơi bị nổi cộm ạ. Toàn của bác Quân hết từ đầu đến giờ. Cây này thì cây này mới vào, cây này mua trong Bình Định ra này, mới mua được mấy hôm thôi, mua trong Bình Định ra đây. Bác không nhớ không nhầm thì bác Trung Võ ở Thái Bình bác ấy mua cây này, bây giờ lại của bác Quân rồi. Trong vòng một tháng mà nhiều chủ quá, nhiều chủ mới quá. Cây rất là hay đấy. Tôi cũng đã hỏi mua cây này nhưng mà mua trượt, có nghĩa là người ta đã mua ngay, đang bác bán lắm, có người mua ngay mới được, không kịp mua lại. Cây sơn liễu khá hay, cây sơn liễu hay, rất thiên nhiên. Sơn liễu này hay đấy. Sơn liễu hay. Linh sam này cũng rất ok. Có lẽ là hết ngay hết cái chỗ chính diện này thì mới hết cái cây của bác Quân mang đi rất nhiều. Mai chiếu thủy. Đấy, của bác Quân mà. Các bố đang hú ở trong kia. Mai chiếu thủy, Nu Gò Công. Lũa rất là kinh, đây là lũa. Lũa rất kinh khủng. Đây, phần sống có một chút ở đây thôi. Sạch. Rất là ghê gớm. Cực kỳ nghệ thuật kìa. Rất nghệ thuật. Chậu cũng đẹp lắm.
cái chậu rất đẹp. Đấy, cái chậu rất đẹp, rất cổ, chậu rất đẹp. Rồi, để kết thúc cái chỗ nhà bác Quân này cái đã. Tất nhiên cây của bác ấy vẫn còn từ đây trở lại, nhưng mà video này tạm dừng ở cây linh sam này, tiếp theo là dành cho các video khác. Thank you.